Bị nắc cút nhiều lần trong ngày có sao không? Nạc cướt là triệu chứng khá phổ biến, vậy bị nắc cụt nhiều lần trong ngày có sao không? Cùng nhà thuộc Long Châu tìm ra câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé. Các cơn nạc cụt hầu hết có thể tự khỏi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, một số người gặp tình trạng nạc cụt kéo dài gây ra không ít khó chịu và mệt mỏi. Vậy bị nạc cụt nhiều lần trong ngày có sao không? Video này chúng ta sẽ giải đáp hết những vấn đề này. Vì sao bị nạc cụt? Nạc cướt là hiện tượng bình thường của cơ thể. Ở trạng thái bình thường, cơ hoành sẽ hoạt động theo nguyên tắc hạ xuống khi bạn hít vào và nâng lên khi thở ra để đẩy không khí từ phổi ra. Khi cơ hoành bị cổ thắt do có kích thích, không khí vào cổ họng và đập vào thanh quan. Hiện tượng đóng lại đột ngột của dây thanh quan sẽ tạo ra những tiếng nắc cụt. Ngoài ra, khi có sự kích thích lên cũng phản xạ não, thần kinh cũng gây ra những cơn nắc cụt. Một số yếu tố nguy cơ có thể gây ra hiện tượng nạc cụt như chế độ ăn uống, lỗi sinh hoạt hàng ngày hay những rối loạn tâm lý, tác dụng phụ của thuốc. Bị nạc cụt nhiều lần trong ngày có sao không? Sự kích thích lên cũng phản xạ não, thần kinh có thể gây nạc cụt. Phân loại triệu chứng nạc cụt. Trước khi tìm hiểu bị nạc cụt nhiều lần trong ngày có sao không, bạn cần hiểu rõ về tình trạng nạc cụt kéo dài bao lâu mới được cho là nguy hiểm. Nạc cụt được phân loại thành tình trạng nạc cụt thông thường và nạc cụt kéo dài. Nạc cụt thông thường. Tình trạng nạc cụt thường gặp nhất thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn từ 10 phút đến dưới 48 giờ. Nguyên nhân gây ra nạc cụt thường liên quan đến cảm xúc hoặc tình trạng thể chất, dẫn đến các kích thích lên dây thần kinh não. Thần kinh bao gồm sử dụng thức uống có ga hoặc có con, tiêu thụ quá nhiều thức ăn trong thời gian ngắn khiến dạ dày bị giãn ra cũng gây nạc cụt. Các vấn đề về tâm lý như căng thẳng hay hồi hộp, phấn khích quá mức kèm theo thở mạnh kích hoạt phản xạ nạc, nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột. Nạc cụt kéo dài, nạc cụt liên tục kéo dài xảy ra khi tình trạng này kéo dài hơn 48 giờ. Khi đó triệu chứng nạc cụt có thể là chỉ dấu cho các bệnh lý liên quan đến thần kinh trung ương. Hệ thần kinh bị kích thích gây ra sự vận động bất thường của cơ hoành dẫn đến nạc cụt kéo dài. Các nguyên nhân gây nạc cụt mãn tính phổ biến bao gồm tổn thương dây thần kinh nối với cơ hoành. Các yếu tố gây tổn thương dây thần kinh phế vi điều khiển hoạt động của cơ hoành bao gồm viêm tai, mũi, họng, bướu cổ, bệnh trào ngược dạ dày, thực quản, đầu dạ dày, rối loạn tiêu hóa như chướng bụng, tắc ruột, viêm thực quản, loét dạ dày, tá tràng và nhiều nguyên nhân khác. Tổn thương hệ thần kinh trung ương cũng có thể dẫn đến nạc cụt. Não hay tủy sống bị tổn thương có thể dẫn đến sự mất kiểm soát cơ thể gây ra nạc cụt. Ví dụ như viêm não, đa xơ cung, đột quỵ, chấn thương sở não, não úng thủy, giang mai thần kinh, khối u não và nhiều nguyên nhân tương tự. Rối loạn chuyển hóa trong cơ thể cũng là một nguyên nhân. Nghiện rượu, bệnh tiểu đường, bệnh lý gần thần, mất cân bằng điện giải, Parkinson, dị dạng động tĩnh mạch và nhiều rối loạn khác đều có thể gây ra nạc cụt kéo dài. Cuối cùng, tác dụng phụ của thuốc cũng có thể là nguyên nhân. Các thuốc như barbiturate, steroid, thuốc an thần hay thuốc ung thư và hóa trị cũng gây nạc cụt kéo dài. Nếu bị nạc cụt nhiều lần trong ngày có sao không? Để giải đáp cho thắc mắc này, bạn cần hiểu rằng tình trạng nạc cụt nếu chỉ kéo dài ít hơn 48 giờ thì hầu hết các hiện tượng nạc cụt đều có thể tự khỏi trong thời gian ngắn mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào. Tuy nhiên, tình trạng nạc cụt mãn tính, cụ thể là kéo dài hơn 48 giờ, có thể là chỉ dấu cho bệnh lý bạn đang mắc phải. Trong trường hợp này, bạn nên tìm đến sự tư vấn của bác sĩ để nhận được sự thăm khám phù hợp. Nạc cụt mãn tính do các bệnh lý tiềm ẩn có thể cần đến các xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh như xét nghiệm máu, nội soi ống tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và nhiều phương pháp khác. Bị nạc cụt nhiều lần trong ngày có sao không? Bạn cần gặp bác sĩ nếu tình trạng này kéo dài. Cách chữa nạc cụt đơn giản. Ngoài thắc mắc về việc bị nạc cụt nhiều lần trong ngày có sao không, nhiều người còn quan tâm đến các biện pháp chữa nạc cụt thông thường có thể áp dụng tại nhà. Dưới đây là một số mẹo chữa nạc cụt tại nhà đơn giản dễ dàng áp dụng với những vật dụng có sẵn. Uống nước liên tục là một mẹo dân gian được khá nhiều người áp dụng bởi tính hiệu quả của nó. Điều này là do việc uống từng ngụm nước nhỏ liên tục sẽ giúp cơ hoành ngưng cổ thất. Hít thở sâu cũng là một cách chữa được nạc cụt nhờ vào sự căng cứng cơ hoành khi thở ra và ngăn không cho cơ cổ lại. Bịt kín tại trong 20 đến 30 giây cũng là một mẹo khác.
Khi bịt kín hai lỗ tai, dây thần kinh phế vi được kích thích điều khiển sự giãn ra của cơ hoành, từ đó chứa được cơn nặc cụt. Bạn có thể bịt tai và xoay ngón tay nhịp nhàng, tránh ấn mạnh gây đầu tai. Lè lưỡi hết mực cũng có tác dụng tương tự. Cơ chế của cách chứa nặc cụt này giống với phương pháp bịt kín hải tai là đều làm kích thích dây thần kinh phế vi, giảm cô thất cơ hoành. Uống liên tục từng ngụm nước nhỏ có thể chứa nặc cụt. Tóm lại, nặc cụt là tình trạng thường gặp và hầu hết đều không nguy hiểm. Tuy nhiên, việc giải đáp cho thắc mắc bị nặc cụt nhiều lần trong ngày có sao không còn phụ thuộc vào thời gian cơn nặc cụt kéo dài. Cơn nặc cụt kéo dài quá 48 giờ được xem là man tính và có thể là chỉ dấu của một số bệnh lý nguy hiểm.